Kênh Bếp Của Vợ xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay kênh Bếp Của Vợ sẽ chia sẻ tới các anh chị và các bạn cái cách thịt ba chỉ nướng chao nhé. Mình ăn chung với cơm, với rau sống hoặc phải ăn chung với bún thì rất là ngon. Nếu mà các anh chị đang mà muốn tìm một cái cách chế biến mới từ thịt ba chỉ cho món ba chỉ của mình nó mềm, thơm và thật hấp dẫn thì hãy theo dõi kênh Bếp Của Vợ ngày hôm nay nhé. Và đây là tất cả các nguyên liệu gồm có. Đầu tiên em sử dụng ở đây là cỡ tầm 700g thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ thì em đã cắt khúc và xắt miếng mỏng mỏng vừa ăn nhé. Tiếp theo đó là sữa tươi nhé. Và chao ạ. Sa tế. Và hạt nêm nhé. Thịt ba chỉ này thì sẽ đã xắt khúc và rửa sạch rồi. Mình sẽ xắt miếng vừa ăn mỏng mỏng thôi. Và bây giờ thì mình sẽ làm cái sốt ướp nhé. Với 600 tới 700 g thịt ba chỉ này thì em sẽ cho vô đây cỡ tầm 5 viên chao. Nha các anh chị. Và một muỗng canh nước của chao. Nửa muỗng canh sa tế để mình lấy cái màu dầu điều á. Tiếp theo đó là 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn thì sẽ có tác dụng giúp cho cái thịt của chúng ta mềm. Và em sẽ cho bột nêm nhé. 1 muỗng cà phê bột nêm. Và 4 muỗng canh sữa tươi không đường. Gần hơn một nửa muỗng canh đường nhé. Và bây giờ mình sẽ đánh tan cái hỗn hợp này ra để mình ướp vô thịt. Sữa tươi, dầu ăn sẽ giúp cho cái phần thịt của chúng ta nó mềm và nó thơm hơn. Cái thứ hai nữa là em không ướp bằng muối nha các anh chị. Ướp bằng muối thì cái thịt của chúng ta khi nướng nó sẽ bị khô và nó cứng nhé. Đó, mình tán cái dây chao này ra. Tại vì mình cũng có thể nêm nếm theo khẩu vị của mình nhé. Tại kênh bếp của anh, của vợ anh vừa phải thôi, vừa tới thôi. Mình còn chấm với cái chao nữa. Em ướp vừa phải để tí mình chấm với cái chao đó. Và mình dùng bao tay mình bóp đều cho cái phần chao này nó thấm đều vô tất cả các miếng thịt nhé. Mình nướng với sữa đặc là một nè, sữa tươi là hai nè, thì cái phần thịt của mình nướng nó rất là mềm. Đây là em học được một cái bí quyết của một cái chị kia, chị chia sẻ với em đó, nên là hôm nay em làm thì nó cũng thấy cũng thành công nên em chia sẻ lại cho tất cả các anh chị của kênh Bếp Của Vợ. Rồi bây giờ mình sẽ bọc thực phẩm lại và mình bỏ vô tủ lạnh cỡ tầm nửa tiếng đổ lên nhé. Mình ướp càng lâu thì thịt nó càng thấm mà. Rồi 30 phút tới 1 tiếng sau thì em đã quay lại đây và em sẽ bắt lên bếp một cái vị nướng, cái bếp nướng như thế này. Nếu mà các anh chị không có cái bếp nướng như kênh Bếp Của Vợ thì các anh chị cũng có thể nướng bằng lò than nè, nướng bằng bếp lò nướng nha. Bây giờ mình quét một lớp dầu mỏng lên và mình sẽ cho thịt lên nhé. Rồi mình sẽ lấy cái sốt của cái thịt mình ướp á, mình còn lại mình sẽ quét đều lên tất cả các mặt của thịt. Mình quét lên như thế này thì khi mà mình chở thịt và mình nướng á, thì cái thịt của mình nó sẽ có cái màu sắc ở ngoài rất là đẹp. Và cứ như vậy thì chúng ta sẽ chở đều nhé, chở đều hai mặt tới khi nào vàng thì thôi. Em cảm giác là nó hơi bị ít dầu nên em sẽ đổ thêm một miếng dầu ăn lên để cho nó không có bị dính và thịt của chúng ta nó sẽ mềm hơn.
miếng thịt của chúng ta nó bắt đầu vàng đều hai mặt rồi, nó đã chín rồi đó các anh chị. Cái này thì hầu như là mọi người sẽ thích nướng than hơn đúng không ạ? Nướng than thì bây giờ nó cũng sẽ ngon hơn. Và trong lúc đợi thịt chín thì chúng ta sẽ cho vô đây một cục chao và nửa muỗng cà canh nước chao ha. Và cho vô nửa muỗng canh đường và thêm một chút sa tế. Và chúng ta sẽ đánh đều lên. Thì mình muốn cái chao này mà nó không có bị nồng á thì chúng ta sẽ dằn thêm một miếng đường nhé. Vậy là xong rồi, quay lại thì phần thịt đã chín. Bây giờ em sẽ lấy ra đĩa và mời các anh chị thưởng thức cùng với kênh Bếp của Vợ nha. Cái này thì mình ăn chung với bún cũng ngon, mình ăn chung với cơm cũng được, mình cuốn với rau thì tuyệt vời luôn. Những miếng thịt vàng ươm luôn, màu đẹp quá, em ưng cái màu của nó quá nè. Thì mình sẽ ăn tới đâu và mình muốn cắt nhỏ thì mình cũng có thể cắt nhỏ ra nha các anh chị. Em thích ăn nó cháy cháy ở ngoài tí, nó thơm hơn. Và đây là thành phẩm của chúng ta vào bếp từ nãy giờ. Có thấy ngon không ạ? Các anh chị có thấy kích thích không? Nếu mà các anh chị cảm thấy video clip này hữu ích thì hãy cho kênh Bếp của Vợ một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh Bếp của Vợ nhé. Nhớ đăng ký và ấn vô cái chuông để khi nào mà em đăng video clip mới thì các anh chị có thể là những người coi đầu tiên nhé. Rồi, kênh Bếp của Vợ xin chào cả nhà. Hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo ạ.